xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một con vật rất là dễ thương và quen thuộc với mình đó. Đây là một con bò sữa được làm từ chai sữa su su và giấy xốp nha các bạn. Thì những nguyên liệu này rất là dễ kiếm đúng không? Rồi bây giờ các bạn hãy cùng quan sát và làm với mình nha. Để làm một chú bò thì các bạn phải chuẩn bị cho mình đó là một chai sữa như thế này nha. Thì đây là mình dùng loại sữa su su. Còn nếu các bạn dùng chai sữa fixie cũng được ha. Nhưng mà hình như chai fixie thì nó hơi dài hơn cái này một xíu. Rồi và đây là một tấm xốp 3 ly nha các bạn. Mình làm chú bò sữa nên là mình sẽ dùng xốp màu trắng ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ lên đây cái đầu của chú bò trước nha. Đầu chú bò thì sẽ có cái sừng này. Rồi hai cái tai. Đây là hai cái mũi nè, rồi và hai con mắt nữa. Rồi chú bò sữa thì sẽ có những cái khoang đen đen nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng kéo để cắt cái đầu chú bò này ra nha. Rồi sau khi cắt xong thì mình có được một cái đầu chú bò như thế này nha. Nó như thế này nè các bạn. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ cắt phần chân trước và chân sau của chú bò nha. Bây giờ mình sẽ vẽ phần chân trước này. Các bạn sẽ đo khoảng cách bằng cái mình của chú bò nha. Rồi mình sẽ vẽ chân. Phần chân sau luôn nha các bạn. Rồi em đã cắt xong phần chân của chú bò rồi nè. Thì chân chú bò mình sẽ vẽ phần móng ở cả hai bên luôn nha mọi người. Đó, rồi chú bò thì sẽ có một cái đuôi này nha. Cái đuôi thì mình sẽ cắt một đoạn thẳng thẳng hơi cong một xíu thôi. Đó, đây là màu đen nha mọi người, màu đen của phần lông đuôi á. Rồi bây giờ thì mình sẽ dán vào nha. Dán phần chân trước vào chỗ kia, hai cái cổ chai á nha. Sau luôn. Rồi bây giờ em sẽ dán phần đầu của chú bò vào luôn nha. Rồi ở phía sau thì mình sẽ dán cái đuôi nha. Rồi ở trên cái thân của chú bò thì mình sẽ dùng bút dạ màu đen
vẽ thêm những cái đốm cho chú bò sữa nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã vẽ xong cái phần thân của chú bò rồi này các bạn. Mình sẽ dùng bút dạ mình vẽ các cái đốm khoang đen đen như thế này nha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một chú bò sữa rồi đó. Đây chú bò của chúng ta nè. Trông cũng rất là dễ thương mà các bạn ha.